Đầu năm 2021, sỏi thích nghi như tắc kè hoa, nhưng con sắp này thành công vượt trội. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy học, mỗi người đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có người giàu sang, phú quý vào thời điểm này nhưng lại xui xẻo và đen đủi vào thời điểm khác. Không ai biết có thể được may mắn đến với mình vào lúc nào. Tuy nhiên, vốn dĩ may mắn lại được cấu thành từ cơ hội. Quan trọng là những con giáp này biết nắm bắt những cơ hội vàng để tận dụng và phát huy một cách triệt để nhất. Năm Canh Tý 2020 đã dần kết thúc, các bậc thầy tử vi chỉ rõ rằng thời điểm đầu năm 2021 được xem là khoảng thời gian đại cát, đại lợi, bứt phá tài lộc, tiền bạc hanh thông đối với bốn con giáp. Thời điểm này, bốn con giáp làm gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người. Đây được coi là thời khắc may mắn hiếm hoi và là lộc tết trời ban riêng cho bốn con giáp này. Tất cả đều nhờ được tử vi, phúc cao, thân phận giúp đỡ và hỗ trợ. Vì vậy họ gặt hái được rất nhiều tiền bạc, có thể nói đây là may mắn, thành công viên mãn. Đây là thời cơ, phúc lộc vô biên, thần tài gửi đến lộc đầu năm. Vậy bốn con giáp này là bốn con giáp nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Một tuổi Tý, trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu. Bởi vậy những người tuổi Tý thường có tài, lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh và nhanh nhẹn tháo vát của mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Tuổi Tý muốn thử sức mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau, khó khăn, khắc nghiệt. Cho nên người tuổi Tý thường khiến người khác ngưỡng mộ vì khả năng sáng tạo, linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Việc sở hữu khả năng này đã giúp họ luôn có được những ưu thế hơn rất nhiều so với những ứng viên khác nơi công sở. Nếu muốn đạt được lợi thế cạnh tranh trong thị trường việc làm ngay tại thời điểm hiện tại và cả tương lai, bạn cũng nên học tập con giáp tuổi Tý, hãy bắt đầu bồi dưỡng khả năng thích ứng ngay từ bây giờ. Điều đặc biệt là tuổi Tý trở thành con giáp giỏi thích nghi đầu năm 2021 đến không ngờ, bởi vì với bất cứ mục tiêu nào họ cũng nhanh chóng đạt được. Thậm chí những người lần đầu tập yoga cũng nhanh chóng tập được động tác khó. Mới đi tập gym, họ cũng đạt được mục tiêu cân nặng như ý trong thời gian ngắn. Vì thế, nếu con giáp tuổi Tý đang có mục tiêu nào cần hoàn thành, dù là về sức khỏe hay công việc, thì nhớ dồn tâm, dồn sức để thực hiện luôn trong thời gian này. Ngoài ra, bản mệnh hay mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sản xuất trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. 2. Tuổi Sửu. Trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Họ có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Trong cuộc sống, họ có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ và cố gắng nỗ lực của bản thân. Chính vì vậy mà trong 12 con giáp, người tuổi Sửu là người kiên trì bậc nhất và họ đặc biệt thích thử thách. Nên điều gì càng mới, càng khó thì con giáp tuổi Sửu lại càng thích thú. Mỗi lần vượt qua những thách thức đó, họ cảm thấy hạnh phúc, như thể vừa được hồi sinh.
Họ là con giáp thăng chức đầu năm 2021 và điều tuyệt vời đó là họ có thể thích nghi với vị trí mới khá nhanh, không hề có chút bỡ ngỡ nào, dường như không có điều gì có thể làm khó họ. Hơn ai hết, trong vai trò cấp trên, Tuệ Sửu hiểu tâm tư của cấp dưới nên biết cách để khuyến khích khả năng của họ đặt đúng vị trí mà họ có thể phát huy được năng lực của mình. Hoặc thậm chí nếu có nghỉ việc ở chỗ cũ để chuyển sang nơi làm việc tốt hơn, bạn cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc mới trước con mắt tò mò và đầy ngỡ ngàng của mọi người. Những người Tuổi Sửu sẵn sàng bắt tay vào làm việc với những điều mới mà không bị trói buộc bởi các quy trình làm việc cũ hay môi trường làm việc quen thuộc. Hiểu và lường trước được những thay đổi và không hề nao núng khi mọi thứ không theo kế hoạch, nhờ đó mà hiệu quả công việc được cải thiện rõ rệt, tiến độ được đẩy nhanh và ngay từ những tháng đầu năm, cả team của Tuổi Sửu đã đạt được kết quả đáng nể. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy và vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. 3. Tuổi Mùi. Cuộc sống hiện đại thay đổi không ngừng và đòi hỏi chúng ta phải biết vượt qua sự thay đổi của môi trường ngoại cảnh. Thế nhưng không phải ai cũng giỏi về điều này. Tuy nhiên, người tuổi Mùi thực sự nổi bật nhờ khả năng linh hoạt không ai bằng. Vì thế, người tuổi Mùi được xem là người giỏi biến hóa liên tục, giống như cách chú tắc kè hoa, đổi màu để thích nghi với từng điều kiện sống khác nhau. Dường như cái gì họ cũng từng biết và làm qua, ai nhờ gì họ cũng có thể sẵn sàng hỗ trợ. Trong khi đồng nghiệp dễ dàng bị xuống tinh thần bởi những thứ tiêu cực trong công việc, họ lại luôn giữ được thái độ bình tĩnh. Họ hiểu được những lời chỉ trích từ cấp trên là điều họ cần phải làm tốt hơn để thích ứng. Hoặc việc đối mặt với các khách hàng khó khăn là điều mà mọi người biết bản thân mình phải vượt qua khi muốn hoàn thành tốt công việc. Thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp là những điều quan trọng giúp tuổi Mùi tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình. Hơn nữa, vốn là con giáp sẽ được quý nhân phù trợ trong dịp đầu năm, nên những khó khăn khi tiếp xúc với những thách thức mới lần lượt được tháo gỡ vì họ luôn có sự hỗ trợ kịp thời. Nhờ đó mà bạn tự tin hơn, nhanh chóng hòa nhập với bất kỳ môi trường nào. Vậy nên người tuổi Mùi hãy cố gắng tận dụng cơ hội này, từ đó tạo ra bước đệm phát triển trong thời điểm tiếp theo trong năm. Bên cạnh đó, bản mệnh cần phải mang bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi hung tinh, phần hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tạo may mắn và chiêu tài lộc cho bạn. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. Tuổi Hợi. Tuổi Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Họ sẽ xúc động với những khó khăn, bất hạnh của người khác. Bởi vậy tuổi Hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Tử Vi còn nói rằng tuổi Hợi cũng là một trong những con giáp giỏi thích nghi đầu năm 2021, bởi vì họ luôn là người chủ động, thích thay đổi thói quen và sẵn sàng thử thách những cái mới và xem nó như là gia vị của cuộc sống. Vẻ bề ngoài của tuổi Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản, tuổi Hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Thực ra đã từ lâu họ hiểu rằng khả năng thay đổi hay khả năng thích nghi là một kỹ năng không thể thiếu, vì thế họ đã tập dần quen với việc làm quen và yêu thích. Cuộc sống của họ cũng đang thay đổi tích cực ngay tại thời điểm ấy. Không phải ai ngoài chính họ luôn tìm cách để khiến mọi thứ diễn ra quanh mình trở nên thú vị, muôn màu. Có thể ai đó kêu ca về thời tiết, nhưng tuổi Hợi thì không. Họ yêu cả ngày nắng và cả những ngày mưa và sự luân chuyển của thời tiết suốt cả thời gian, trong tháng, trong năm. Đối với họ, không có gì tệ hơn sự nhàm chán, đều đều. Vì thế, chỉ cần trong thời gian ngắn là họ lại muốn được làm điều gì đó mới mẻ, như cách để khích lệ tinh thần của mình. Hơn nữa, họ xem đó là cách để học những điều mới mẻ, cảm nhận sự trưởng thành mỗi ngày của bản thân. Không những vậy, họ còn đề cao tầm quan trọng của việc cập nhật những kiến thức mới trong việc thích nghi và phát triển ở môi trường kinh doanh.
Dù bận rộn, họ vẫn luôn dành thời gian đọc sách báo về tình hình kinh tế, xã hội trong ngày để làm mới lượng kiến thức của mình. Trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn xua đuổi những hung tinh, hóa giải những vận hạn, thị phi và mâu thuẫn không đáng có. Cuối cùng là tăng cường mối quan hệ xung quanh trở nên tốt đẹp. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!